Hôm nay là Chủ nhật ngày 30 tháng 7, bắt đầu học tập tiếng Việt nhé. Sao tôi ngủ tập nhé. Chị ơi, đi ăn sashimi đi. Thôi, đi ăn đi khác đi. Chị không đã được sống. Chị ơi, đi ăn sashimi đi. Thôi, đi ăn đi khác đi. Chứ không ăn được. Cũng ăn rồi nhỉ, chuẩn bị đi ăn đi. Đi ăn đi về nhé. Cũng muộn rồi nhỉ, chuẩn bị đi ăn đi. Đi ăn đi em về nhé. Ôi, cái này trông ngon thế, cái gì đấy chứ, bay con đẹp đấy, ăn thử đi. Ôi, cái này trông ngon thế, cái gì đấy chứ? Bánh còn nhà đấy. Anh thử đi. Anh đến bên nào khi nào thế? À, 2 tháng trước. Anh đến bên nào khi nào thế? À, 2 tháng trước. Chị ơi, chị đi làm việc hay đi du lịch đấy? À, chị sang đó du lịch 1 tuần thôi. Chị ơi, chị đang làm việc hay đi du lịch đấy? À, chị sang đó du lịch 1 tuần thôi. 30 tháng từ 1 tuần làm lại có đi cho tôi ở đây. Có, sắp ba với gia đình. 30 tháng từ 1 tuần năm nay có đi chỗ ở đây. Có, sắp ba thì gia đình, với gia đình. Cậu có biết số điện thoại, cậu có đang không? Có, cho mình chút. Không trình phòng này, không 12, không 34. Cậu có biết số điện thoại, cậu có đang không? Có, cho mình chút. Không chỉ phòng 7, không 12, không 34. Không thì anh ở đúng bên đây, đúng bên đấy. Đúng bộ em à. Không thì anh ở đúng bên đấy. Đúng bộ em à. Cho mình một cà phê cho đây nhé. Vâng, bây giờ một hâm dừng ở đây hai mâm bè à. Cho em một cà phê cho đây nhé. Vâng, anh dùng ở đây hai mâm bè à. Từ nhà chị đến con đi mất bao lâu thế? Đi xe máy, để mất tầm 30 phút. Từ nhà chị đến con đi mất bao lâu thế? Đi xe máy, thì mất tầm 30 phút. Anh thích xem phim gì? Em thích xem phim hành động. Em thích xem hành, em thích xem hành động. Anh là cho chị bốc. Tôi kéo bác. Vâng, chị đây ông trước. Cô chị đây là. Ê, lấy cho chị có máy bùng của máy kéo bác. Vâng, chị đây ông trước. Cô chị đây ạ. Hả, cái gì? Tắt tắt. Tắt. Hả, cái gì? Tắt tắt. Tắt. Hôm nay trời nóng bái. Nóng quá. Hôm nay trời nóng vãi. Nóng quá. Tận cái này tính lại bao nhiêu tiền thế anh? Cái máy thế này 20 triệu. Cái máy thế này bao nhiêu tiền thế anh? Cái máy thế này 20 triệu. Chị ơi, chị có biết mày có ít tao đây không? Nè, đây ít tao à? Không chú nhỉ? Có thể tầm không một cây. Chị ơi, chị có biết ít tao ở đây không? Nhà tay ít tao à? Ở không chú nhỉ? Có thể tầm không một cây. Này, hôm qua em ở đến chỗ đây. Bao giờ? Bao nhiêu? Này, hôm qua em vào máy chỗ đây. Bao giờ? Bao nhiêu? Anh ơi, vô anh có hộ tiền không? Không, vô anh rét động lắm, em đừng lo. Lo, anh ơi, vô anh có hộ tiền không? Không, vô anh rét tiền lắm, em đừng lo. Anh năm rồi, nó sao thích em làm gì đấy? Em thích sao thích à? Anh thích du lịch. Anh năm rồi, sao thích của anh
Làm gì đấy? Sao thích cơ? Anh thích dự định. Người yêu chị làm gần thế nào? Người yêu chị á? Vừa đẹp trai, vừa làm thêm. Người chơi làm thế nào? Người yêu chị á? Vừa đẹp trai, vừa làm thêm. Em chào em chị ạ. Em chị đi hay ngủ à? Không, không chỉ có bốn người. Hai người nữa tìm đem ra. Em trai anh chị à, em xin đi hai người à? Không, có chỉ vẫn người. Hai người nữa tìm đêm nay. Hôm qua cô sẽ được à? Không, đó con cháu thích xem lại con cháu. Hôm qua cô sợ. Không, đó con cháu thích xem làm con cháu. Ồ, tại mưa chị tiếp thế. Ồ, và mày muốn của tay. Chút tụi em, hồi stop sợ. ソーシャリーナかなりついてきてないね。全然ね。かなりてか。よし。一回戻ってじゃあ見ながら行くか。ソーシャリーナ行くわね。じゃあ、音出しながら、見ながらね、一回行こう。チオイ。Chị đi làm việc, đi du lịch đấy. Anh đi du lịch đấy. À, chị sang đó du lịch 1 tuần thôi. 30 tháng 4, 1 tháng 5 này rồi đi chơi đâu không đấy? Đi chơi đâu đấy? Có, mình đi Sapa với gia đình. 30 tháng 4, 1 tháng 5 này cô đi chơi đâu không đấy? Có, mình đi Sapa với gia đình. Cậu có biết số điện thoại của cô Lan không? Ờ, có. Chờ mình chút. 0967-012-034 Cậu có biết số điện thoại của cô Lan không? Ờ, có. Chờ mình chút. 0967-012-034 Công ty anh ở tầng mấy đấy? Tầng 4 em ạ. Tầng 4 em ạ. Công ty anh ở tầng mấy đấy? Tầng 4 em ạ. Cho anh một cặp hồ sơ đấy nhé. Vâng, anh dùng ở đây hay anh mang về ạ? Ở đây hay mang về ạ? Cho anh một cà phê sữa đá nhá. Cho anh một cà phê sữa đá nhá. Vâng, anh dùng ở đây hay mang về ạ? Từ nhà chị đến công ty mất bao lâu thế? Đi xe máy thì mất tầm 30 phút. Từ nhà chị đến công ty mất bao lâu thế? Đi xe máy thì mất tầm 30 phút. Em thích xem thể loại phim thế. Em thích xem phim hành động. Phim hành động. Em thích xem thể loại phim gì? Em thích xem phim hành động. Ê, lấy cho chị cái bút màu vàng với màu đỏ kia với. Vâng, vâng. Chị đợi em chút. Chị đợi em chút. Của chị đây ạ. Của chị đây ạ. Ê, lấy cho chị cái bút màu vàng với màu đỏ kia với. Màu đỏ kia em. Vâng, chị đợi em chút. Vâng, chị đợi một chút. Của chị đây ạ. Hả? Hả? Cái gì? Thật á? Thật. Hả? Cái gì? Thật á? Thật. Hôm nay trời nóng vãi. Nóng quá. Hôm nay trời nóng vãi. Nóng quá. Cái máy tính này bao nhiêu tiền thế anh? Cái máy tính này 20 triệu. Cái máy tính này bao nhiêu tiền thế anh? Cái máy tính này 20 triệu ạ. Chị ơi, chị có biết nhà tại Ito ở đâu không? Nhà tại Ito á? Không trốn vậy. Cách đây tầm không một cây. Chị ơi, chị có biết nhà tại Ito ở đâu không? Nhà tại Ito á? Ở không trốn vậy. Cách đây tầm không một cây. Này. Hôm qua em mua tính máy tính rồi đấy. Mua rồi à? Bao nhiêu? Này. Hôm qua em mua máy tính rồi đấy. Em mua máy tính. Mua rồi à? Bao nhiêu? Anh ơi. Bố anh có khó tính không? Không. Bố anh dễ tính lắm. Em đừng lo. Anh ơi. Bố anh có khó tính không? Khó tính không? Không, bố anh dễ tính lắm. Em đừng lo. Anh Nam ơi. Sở thích của anh là gì đấy? Sở thích của anh là gì đấy? Sở thích à? Anh thích đi du lịch. Anh Nam ơi. Sở thích của anh là gì đấy? Sở thích à? Anh
em thích đi du lịch. Anh thích đi du lịch. Người yêu chị là người yêu chị nào? Là người thế nào? Người yêu chị á? Người yêu chị á? Vừa đẹp trai. Và đẹp trai. Vừa làm thiện. Người yêu chị là người yêu chị nào? Là... Người yêu chị á? Người yêu chị á? Vừa đẹp trai. Và đẹp trai. Vừa làm thiện. Em chào anh chị ạ. Em chào anh chị ạ. Hai người ạ. Anh chị đi hai người ạ. Bọn chị có bốn người. Hai người nữa. Em chào anh chị ạ. Anh chị đi hai người ạ. Anh chị đi hai người ạ. Không, bọn chị có bốn người. Hai người nữa đến nữa đến mà. Hôm qua có xem đá bóng không? Xem... Không, tớ cũng chả thích xem đá bóng cho lắm. Hôm qua cậu có xem đá bóng không? Có xem cả bóng đá không? Tớ cũng chả thích xem đá bóng cho lắm. Giày mới à chị? Đẹp thế. 10분 나는데 우와 아 백가나 その ローソン から 出発して いよいよ あれか 峠越えだな トンネル 旧道の トンネル 入って 遡っていって トンネル 越える ぐらいかね トンネル 越えるぐらいか 10分だからね はい 終了